cảnh phim hài hước nhất Về Nhà Đi Con. Phần đoạn cô Xuyến đến nhà ông Sơn bắt đền, khóc lóc thông báo đi lấy chồng lần năm là cảnh quay hài hước nhất Về Nhà Đi Con tập 73 lên sóng tối 25 tháng 7. Diễn viên Hoàng Yến ngoài đời cũng đã có 4 đời chồng, và trên phim biên kịch cho nhân vật Xuyến của chị lấy chồng lần năm. Phần cảnh kéo dài 4 phút vừa bi vừa hài, chủ yếu đến từ diễn xuất cùng giọng nói ẻo là hài hước của diễn viên Hoàng Yến. Trên phim, cả ông Sơn, Huệ và Bảo Hân đều bật cười khi cô Xuyến rời khỏi nhà. Trong clip hậu trường phân đoạn này được đoàn phim chia sẻ thì các diễn viên Bảo Hân, Thu Quỳnh đều không nhịn được cười. Trên phim mặt ông Sơn rất nghiêm nghị nhưng trên thực tế khi quay cảnh này diễn viên Trung Anh đã không nhịn được cười. Thậm chí diễn viên Hoàng Yến dù đang phải diễn cảnh khóc lóc thảm thiết cũng phải bật cười vì nhân vật của chính mình.